Ngày 26 tháng 9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Bộ Chỉ huy Biên phòng Cà Mau vừa đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ra quyết định xử phạt một chủ tàu cá 1,3 tỷ đồng tịch thu tàu vì vi phạm lãnh hải. Đề nghị xử phạt chủ tàu cá 1,3 tỷ đồng và tịch thu tàu. Bộ Chỉ huy Biên phòng Cà Mau đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt ông Trần Hồng Cẩm, 55 tuổi, ngụ Ti, Sông Đốc, H. Trần Văn Thời, Cà Mau, chủ tàu cá CM92226TS, số tiền 1,3 tỷ đồng và tịch thu tàu cá vì vi phạm lãnh hải. Ông Cẩm bị đề nghị xử phạt vì hai hành vi khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia khác mà không có giấy phép với số tiền phạt 900 triệu đồng, không trang bị thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m theo quy định với số tiền phạt 400 triệu đồng. Ngoài ra, áp dụng tại điểm B, khoản 4, điều 20 Nghị định 42/2019/NDCP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ là tịch thu tàu cá CM92226TS của ông Cẩm. Đối với ông Thạch Dũng, 40 tuổi, ngụ cùng địa phương thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Chỉ Bộ đội Biên phòng, đơn vị lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với ông Thạch Dũng 7,5 triệu đồng về hành vi không có bằng thuyền trưởng. Và phạt 2,6 triệu đồng vì không chấp hành sự kiểm tra kiểm soát của người thi hành công vụ, trốn kiểm tra kiểm soát của trạm kiểm soát biên phòng khi ra vào cửa biển Gành Hào. Bị Malaysia bắt giữ vì vi phạm lãnh hải. Trước đó, tàu cá CM92226TS của ông Cẩm thì do hoạt động bị thua lỗ nên phải ngừng hoạt động từ tháng 1 năm 2020, trong một lần ông Cẩm gặp ông Dũng, hai người bàn bạc làm ăn chung theo cách ông Cẩm cung cấp tàu cá CM92226TS và chịu chi phí chuyến đầu đi biển, còn ông Dũng chịu trách nhiệm thuê ngư phủ. Sau mỗi chuyến biển trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sẽ chia đôi. Ngày 13 tháng 5, ông Cẩm giao tàu cá CM92226TS cho ông Dũng ra biển đánh bắt hải sản. Nhận tàu, ông Dũng đưa tàu cá CM92226TS trốn ra cửa Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu đi ra biển hoạt động. Ngày 24 tháng 6, ông Dũng đưa tàu sang Malaysia đánh bắt. Ngày 26 tháng 7, tàu đang neo đậu thì bị hải quân nước này bắt giữ. Đến ngày 11 tháng 8, sau khi bị giam giữ 14 ngày và được thả về, ông Dũng gọi điện về báo cho ông Cẩm biết. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau, ông Trần Hồng Cẩm đã vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản, thiếu trách nhiệm trong quản lý tàu cá, không chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản khi tàu cá không đảm bảo các thủ tục, không lắp thiết bị giám sát hành trình, nhưng vẫn giao cho ông Dũng điều khiển tàu cá ra biển hoạt động, dẫn đến tàu cá vi phạm vùng biển Malaysia và bị bắt giữ. Còn đối với ông Thạch Dũng, là người điều khiển tàu cá nhưng không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Điều khiển tàu cá ra vào không trình báo với bộ đội biên phòng, đưa tàu cá sang vùng biển Malaysia khai thác và bị bắt giữ. Vì vậy, ông Cẩm và ông Dũng bị đề nghị xử phạt với số tiền trên.